anh chọn cái file đó đi, một cái rồi file kia. À, rồi ok được rồi, chắc là tôi cho chị thử cái ha, đứng ở đây à. Rồi chị lấy là chị sợ là mình cẩn lên đây ha, tội cho nó nằm ở giữa đây nè, chị sợ vô nè, đó thấy thấy vậy chưa, ok cảm nhận nha, ok rồi bây giờ chị nhảy nhận bên đây rồi chị cảm nhận đây, tắt liền thấy chưa, nó cũng nhảy nhưng mà nhảy 50% thôi, nó nhẹ thôi. À, thì bây giờ á, là nếu như mà tôi chẩn đoán đúng, bởi vì á, là nếu mà tôi chẩn đoán đúng, à, tiên lượng đúng đi, chứ đừng nói dám chẩn đoán đúng, không đúng phải có, nó làm là siêu âm, mạch báo, thì mới nói lên được đó. Thì tôi chỉnh cái cuộc sống cổ lưng anh lại cái, thì mạch đó, mà nó nhảy lại như bên kia thì ok. Anh đã tôi nhiều tiền lắm nha, ok, rồi bấm nhé. Thì mấy cái triệu chứng nãy giờ nói giữ hết rồi ha. Rồi chút xíu rồi tôi chỉnh lại, rồi đến cái này một mình, một mình hả, về vợ. Rồi nói thiệt đi, hồi trước làm nghề gì? Văn phòng kinh doanh, vừa đi làm nhà nước và làm riêng. Làm riêng bởi vậy đầu óc ta sử dụng một bán cầu não thôi, ông này sử dụng bán hai bán cầu não. Một cái đi. Là làm việc cho nhà nước, rồi cái thọc cái chân làm cái gì ở bên ngoài. Mười mấy hai chục năm mà không có ngày chủ nhật. Bởi vì tính mà tính toán quá. Đó là một đầu thôi, nè, không hai đầu. Rồi làm kia. Ông thấy là tôi là làm việc thì chỉ một là nhà nước thôi, không có làm tư nhân gì nữa. Đúng không? Có gì là thôi. Người ta không có đầu óc lúc nào thoải mái, đúng không? Bởi vậy nhiều khi giàu vậy chứ cực lắm. Ok. Nghe chưa? Rồi, nằm xuống đi. Đổi người đi, đổi người, đổi người. Tổng bình nặng á. Tổng bình nặng là chắc ăn được. Đó, con ngồi là chắc ăn liền. Wow, trời ơi trời. Chiều nhiễm đã. Trời ơi, quá. Ngạc luôn. Đó là lạc. Tức là một cái cảm giác mà hồi xưa giờ chưa bao được, chưa bao giờ được nha. Rồi, bây giờ đây đi. Rồi đâm nó miếng đó, rồi ok. Bền, thì thả lỏng rồi. Không thích. Oh, wow, nghe. Mấy nó nằm thẳng lắng lên mình. Đó. Rồi, giờ nằm nghiêng chứ quên. Rồi. Ok. Nha. Đó. Oh. Rồi nằm thẳng ra, thẳng người ra, thẳng người ra. Rồi xếp lên chút đó. Rồi giải gờ lên. Okay.
ghê ha. Gãy luôn. Rồi vậy được rồi. Đâu gãy thì đó, ý nói là kêu quá đã luôn. Kêu quá sức luôn. Đã luôn cái này ha. Rồi, cái điều đầu tiên đó là bây giờ anh đứng anh quay lưng lại. Anh để cái tay coi nó ngon lành chưa. Rồi, bây giờ anh cúi lưng lại. Thêm chút xíu rồi. Bây giờ anh cúi lại, anh làm mấy động tác mình thấy là trước anh bị khó chịu. Trước làm xem tới đây thôi. Qua vậy. Rồi còn cái gì nữa? Còn khó chịu gì nữa? Thử đi, đứng dậy. Đã rồi. Quá đã rồi. Đấy. Rồi. Không thể nào. Không thể nào. Ok. Để quan trọng để mình coi cái này nha. Rồi, bây giờ chị lên đi, chị có thể so sánh được rồi đó. Tức là tôi làm cho thoát cái bình ổng là bao nhiêu năm rồi hả? Đó. Thấy không? Rồi, chị để cái tay động mạch cảnh với tay khác hết rồi. Thấy chưa? Thấy? Tức là anh bị chận cái động mạch cảnh á, là do cái cuộc sống cổ hồi nãy tôi lấy ra rồi. Tôi kéo cái cuộc sống cổ ra để tập mạnh nữa thầy. Giờ tập mạnh lên rồi. Ừ, ra cái tay cho anh hồi xưa cái dấu hiệu cái tay đây là chính là chèn cái cuộc sống cổ mà anh không biết. Thấy không? Rồi vô tình cờ nó không biết anh lắc qua lắc lại gì nó đỡ nhưng mà nó khỏi thì nó có cái dấu hiệu của mấy cái thiểu năng thuần não đó. Nhưng bây giờ tôi giải quyết cái cục là xong hết rồi. Thầy Kim á, thầy nói là nằm xuống thấy bên hông mình nó bị tèo nó lép á, tèo đi đó. Tại vì bên này thầy làm sao nó đẹp lên được. Quá tàu. Không, thầy chỉ cái này anh này nói cái đó đúng. Anh nói nó cơ là không phải, tại vì anh bị chèn á, rồi khi anh đi á là một cái chân á anh trụ, một cái chân anh không có trụ cho nó bị cái đó. Nhưng bây giờ tôi đã chỉnh lại rồi, bây giờ anh đi lại đi, anh thử anh đi lại coi anh đi khác rồi. Bây giờ anh không còn cái dấu hiệu này, anh thấy chưa? Đó. 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 Đi anh đi cái dấu hiệu đó, anh bây giờ hết rồi thì giờ tự nhiên lần lần cái mông nó nở ra lại thôi, không cần. Đấy. Chạy luôn. Rồi quý vị. Ok. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.